Sau chị gái quận 4, đến lượt cô gái Vũng Tàu ung dung ra đường không che kín khẩu trang. Đoạn clip cô gái hiên ngang ra đường rồi cãi tay đôi với lực lượng công an khiến cộng đồng TikTok nổi sóng, lên tiếng chỉ trích thái độ và ý thức cực kém của cô gái trẻ. Cụ thể là một đoạn clip được chia sẻ trên TikTok ghi lại cảnh một cô gái đi ra đường trong thời gian giãn cách. Sau khi lực lượng công an đến nhắc nhở, cô này chẳng những không hề sợ hãi, còn liên tục hạ khẩu trang để cự cãi. Hai anh công an liên tục nhắc nhở cô gái này che kín khẩu trang, nhưng cô nàng vẫn tìm lý do không chịu hợp tác. Vì thấy cô gái rất ngoan cố, lực lượng chấp pháp đã mời cô về phường làm việc. Đến lúc này, chị Đại mới mở miệng xin lỗi, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản dừng lại ở đó. Trong đoạn clip thứ hai sau đó, cô này không chịu lên xe về phường, buộc lòng hai chiến sĩ công an phải khóa tay đẩy lên xe. Cô nàng cũng chẳng vừa, vẫn ngoan cố bonus hai chiến sĩ những lời khó nghe. Phía dưới hai đoạn clip, hàng chục nghìn bình luận tỏ thái độ bức xúc với cô gái trẻ. Ông chồng bất lực nói, ở nhà nghe nó gào, nó chửi hoài không ai dám trị. May mắn hôm nay có người trị nó rồi. Vừa lòng cao lắm trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch mà lại xuất hiện những thành phần này. Một số bình luận của cư dân mạng. Kéo chàng vào, kéo chàng vào, kéo chàng lên chơi. Em nó bị bắt ngang à? Em nó bắt đi. Áp tải về hết. Em xin lỗi, em sai chưa? Không phải, đi mua đồ cái gì? Áp tải về. Áp tải về. Không có.